Rồi, chào cả anh em. Nay lại tiếp tục ít hàng pin hàng điện nha. Điện thì điện 220, còn hàng pin thì tùy theo quan nha. Hình thức thanh toán là anh em chuyển khoản đủ tiền mặt hàng, nhận hàng thanh toán phí ship xong. Ok con dê. Rồi. Giá cả bao cho anh em xài. Rồi. Cái motor cái cành của anh nào vừa bữa bên rồi nha. Rồi, để đây. Mua gì bỏ vô luôn cho, tặng không lấy tiền. Rồi cái cây hy bu lông hy hồi bữa mà bể cái chân này nè, clip trước anh em xem test kỹ với màn hình nha. Nó mình có cái vỏ, mình thay cái vỏ, mở ra thay cái vỏ mà thấy cái cờ nó cứng này, cây đợt trước á nha, phun thùng phun bộ không chết nha, phun hết nhưng mà mở ra thấy cái lẫy đỡ chiều này nó cứng. Kìa, yeah, con cháu kìa, bà mở ra nó vô rồi nó kêu ồn ăn ăn ăn. Đó, cái này nó hơi cứng, còn đầu không lắc nha. Anh em qua clip trước á, mình thay cái vỏ mà mình mở ra thấy nó cứng là ghét. Thấy nó thất bại rồi thôi, mở vô luôn. Sắn full hết, anh em gì là lấy gì lấy, hay là anh em sửa được cái này anh em sửa. Cái này cũng vệ sinh ra thôi chứ cũng gì hết. Mình gỡ ra là cũng cả một vấn đề á. U lăng 22 quanh không thang, từ đồ đẹp hết nha, từ đồ không thiếu gì, không thiếu đồ nha. Đó, có bốn vỏ này luôn nè, là gọi là hai vỏ, bốn vỏ chiếc hai vỏ rồi lỗ luôn nha, 600. Cây này là 1.2 triệu mà mình giờ mình mà cái chỗ bị vô đá xíu mà mình lỗ rồi, số 1 600, chuyển khoản đủ anh em nhận hàng thanh toán phí ship nha. 10 cây như 1 cây, 1 cây như 10 cây, cả hàng điện tới hàng pin, mà cả hàng pin tới hàng gì lên lang tan. Rồi. Số 1, 600. Cây này anh em chỉ cần biết chút xíu nghề nghiệp là xong, mắt sáng xíu thôi, cho mình mắt sáng là mình chơi được rồi. Rồi, số 1, 600. Số 2 là một cây cắt cộng đồng Milwaukee nha. Gạt qua nha. Cắt gạt lại là không cắt được. Nút gì đây là gì nữa nè, cắt báo pin báo đôi gì đây nè. Ha. Đèn đốm đầy đủ, cắt ngọt liền nha. Rồi. 12V nha, 12V. 12V. Là dòng Milwaukee nha. Ngoại hình đẹp. UL là Mỹ. Rồi. 4 xị, mã số 2. Số 3. Một cây bu lông gốc đầu 3/8. Đầu thị trường nó bán đầy ra, anh em mua anh em bán. Cản cò, khó cò, không chạy nữa. Nha, đèn mở pin rồi tùm lum mình ra đây. Đảo chiều. Nha. Máy còn bén. Rồi. Thân máy 3.5. Mã số 3. Bu lông gốc mã số 3. 3.5. Pin sạc 12V cho cây cắt đồng là cây bu lông gốc đó, anh em nào lấy thì dài. Nha. Rồi. Gắm vô sạc thôi. Cải pin lẫn sạc này. Đó, vậy là anh em quốc thôi ha. Vậy là quốc thôi, cắm điện quốc thôi, cắm 22 nha. Còn ok hết. Rồi, cắm điện này. Rồi, chặn sạc luôn nha, chặn sạc luôn rồi. Ừ.
3.0 AH 12W 150. Pin sạc số 4. Pin sạc pin pin 2.5 sạc 150 là 400 là pin sạc, cái bên lộn sạc không 150 nha, 400 là pin và sạc, pin sạc 400 sạc không 150 pin 2.5. Milwaukee không than, đầu cổ cứng cáp, ta tập một chút. Máy đẹp chiến nha. Điều tốc ngược nè. Rồi. Thân máy đế chuyển Makita luôn. Nha, nha. Rồi. Để anh em có giá là 1.1 triệu, không lấy đế chuyển trừ ra 100. Mình bán đế chuyển 100 ngàn là kèm theo máy á, cho anh em không lấy mình mừng thêm nữa, bởi vì là mình anh em mình ưu tiên. Bởi vì có trước có sau, cho anh em nào mua được cái đế này mà 100.000 nha. Đó. Về tới nhà là phải nó nằm giá cỡ 140-150 là về tới nhà ha. Cái đế để chuyển từ Milwaukee qua Makita nha, về tới nhà là khoảng 150 chứ tới 140 đó, mình nói cho em biết vậy chứ không ai bán 100. Rồi 1.1 triệu. Máy là 18W không than, mã nó là nhiêu, 2750-20 18W UL Mỹ. Rồi số 5, 1.1 triệu. Thân máy cộng đế nha, chưa pin nha. Số 6. Một cái này nó lướt từ trong ra ngoài luôn. Nè, từ cái đầu nè, chưa sử dụng luôn, anh ta sợ nó là hàng trưng bày luôn, chưa sử dụng luôn á. Đó là mình nghi vấn thôi nha, nó mới đẹp vậy nè, nó mới đẹp vậy nè, mình nghi vấn là sợ lớn quá chưa sử dụng, cái đầu nó chưa có một cái dấu mà bỏ cái mũi vô nữa ha, đầy đủ nha, nó là đầy đủ. Rồi chưa có cái dấu gì nữa, còn này là ấn rút bỏ vô, ấn bỏ vô ha, rút theo cỡ nè, từ không có mắc cái tem nào hết nè, anh cắt nè, 3 số 5 555 444 18W nha, 18W chưa kiếm đều quá, giống như kêu như sử dụng luôn mà, mình chỉ nói là dúng thôi nha, anh em đừng nói là hàng bãi mà chưa qua sử dụng thì đó là không ai tin rồi, bởi vì nó mới đẹp quá thì mình cảm nhận như vậy. Là USA nha, SA là SA USA, USA Mexico gì tùm lum la hết á, margin Mexico, rồi xuất gì Mỹ xuất Mexico, không Mexico xuất Mỹ gì đó, tạm thời vậy, nhưng mà margin Mexico 18W ha. Tặng cho anh em một cái lưỡi đi kèm để anh em gì làm cái cỡ hết dễ mua rồi. Lưỡi gỗ lưỡi sắt gì là một mũi một lưỡi ha, nó mới vậy nè nha. Rồi máy đẹp quá đẹp nha, máy để treo nhà cũng ngon nữa, pin cũng ngon nữa, không có bể mẻ. Pin
25R nha. Bình zin nha, bình zin 25R. Đẹp. Rồi, bán thằng máy trước. Pin sạc đến sau. Thằng máy để anh em với giá 5,5 triệu. Nó mới chuyển chứ mới chưa từng sử dụng luôn. Đôi khi nó để trưng bày cho người ta bóp á, người ta vô người ta thử máy á. Rồi. Số 6,5 triệu. Thân máy nha, 18V. Số 6,5 triệu. Nơi có thuốc nào. Không được rồi. Rồi. Pin sạc. Nha. Pin sạc. Anh em mua solo như vậy. Đó. Để anh em mua giá 800. Ra rẻ. Rồi, ghi vô luôn. Số 7. Để khỏi từng khớp vậy cho nó khỏi lộn của anh em. Anh em muốn mua gì mua tùy anh em. Rồi số 7. Pin sạc. Sạc điện 110 được, 22 được. 8 xị pin và sạc. Rồi tôi tiếp sạc cho anh em có. Pin còn đây nè. Là pin còn 3.8 đây nè ha. Lột ra rồi 25R. Keng. Sạc điện này 22, bởi vì mình đang bán điện 22 thì mình sạc điện 22 luôn. Anh em có 110 cho luôn được. Đó. Đó, chớp nháy đỏ đang sạc. Nó gần này là bắt đầu nó chớp nhập chậm lại. Nó chớp khoảng 3 2 giây hay là 1 giây nó chớp lại, 2 giây 1 giây nó chớp lại. Còn nó hết nó chớp nhanh, nó giật trung phong á ha. Rồi. Nó đứng đèn là nó đây nha. Rồi. Pin sạc 8 xị mã số 7. Đồng nghĩa với 800.000 Việt Nam đồng. Anh em chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship là xong. 10 cây cũng như 1 cây mà 1 cây cũng như 10 cây, không nhất thiết phải mệnh giá. 30.000, 50.000 gì cũng chơi được hết. Dễ mua dễ sử dụng. Rồi, một cây Hitachi nha, Hitachi xài 14 Atawan, không có sợ mà cháy máy hay hư máy hay là hại tới máy hay yếu máy gì hết, không có vấn đề đó. Bảo quản anh em ạ. Không có sợ có tới vấn đề đó nha. Đó. Từ 14V anh em trở lên hết min 36V cũng chơi được, 18V cũng chơi được. Nó có điều tốt. Cái chân này nó hơi dăm dăm mà chút xíu nó không ảnh hưởng cũng không thấy nha, giống như dời thôi. Đó. Đẹp. Máy đẹp. Không than nha, không than Atawan. 14 xài được, 18 xài được và 36 xài được nha. Đây, mình đóng cục pin 14V để mình test chơi mà không có cái dao bỏ vô. Thảm gì đó, giờ mà nhét đúng cái vị trí đó là được thôi, gì đâu mà à. Nhỏ nhất nữa đây. Sáu cấp điều tốt. Auto. À, cái pin này nó không báo nổi nha, pin này pin tào lao đủ tét thôi. Rồi máy là ok, còn dán nhiều lửa thì có rồi, còn cái gạt te có nghĩa là nắp chụp anh em báo mình tặng, còn không báo khỏi tặng cái nặng tiền ship nha. Rồi vậy đi. Pin này mình lấy mấy cái xeo tào lao mình đóng vô để mình test thôi mà nha, chứ cũng không phải là pin gì ghê gớm. Đóng một pin có 2 phút không à. Không có nổi trở nổi đồ gì đó. Cái bỏ vô là bấm thôi. Rồi. Cây này là mình giảm mạnh cho anh em luôn nha. 1.850.000.
cây này nếu mà đúng giá nó nằm giá cỡ 2,3 triệu là đúng hàng đó, mà chưa chắc một hình đẹp như mình đâu ha. Mà kiền là cái dâm dâm chân trước cũng không thấy. Mình buôn bán thì có sao nói vậy, còn máy á thì bao tất cả nguyên bản trong máy rồi, chưa sử dụng rồi. Còn chức năng là chức năng để cờ luôn, để mình làm chức năng để cờ cho anh em thấy luôn rồi, để khỏi đau lần trước được lần sau. Để cờ, để cờ lên nha, để cờ nè, để cờ rin đây, không rin nằm ngay chỗ này nè. Rồi nó không chạy xuống ha, rin rin nằm ngay chỗ đó anh em à. Cho anh em nghĩ coi, rồi xin vợ lắm mới mua được cái máy kiểu máy bạc chứ đâu phải là ít nữa. Còn nó là robot thì mình cũng không biết được nó là như thế nào, còn rin là rin hẳn từ A tới Z. Còn cái lỗi của nó là mình không báo rồi ha, không có ảnh hưởng gì hết. Nó chạy chạy chút chứ chân như này nó nghĩ dí rồi mà gọi là cái lỗi đâu. Máy này đi toàn bộ hết bàn phím liên lạc hết, điều tắt ok là các quân hết nha. Chén nắp chụp, chén nhiều lưỡi cá rồi, còn gạt te anh em báo, mình gắn không báo, không gắn không ống cắt. Rồi mã này là mã số 8850, anh em xài thì khỏi nói. Số 9 vỏ còn mạch nó rụng một răng. Mạch sống, mạch này là mình bỏ vô không phải mạch của nó, mạch này là mình sống bắn pin lên nhưng mà chưa tới sạc, sống mạch rồi nhưng chưa tới sạc là cái nghĩa là vậy, như vậy hả. Bởi mình đóng pin mình biết mình tháo ra mình đóng adapter cho khách đó ha. Mạch sống còn nhận sạc không chưa biết hả, mạch sống rồi. Anh em lấy thì mình để cái vỏ là mạch này 100%, nhưng mà khó, nó đã sống thì khó khi mình nhận không nhận sạc đó nha. Rồi 100 vỏ pin Hitachi số 9 100. Xeo tháo rồi còn mạch và vỏ nha. Sát 14 won Makita, cắt được liền lại, đầu hơi cứng chút xíu, cờ bóp liền lại 18 won Makita ha. Đó. Hai cấp, cái này đâu có kẹt không, bữa đâu có kẹt không, anh em dừng ngâm chút rồi gỡ ra, bữa đâu có kẹt. Rồi 13 14 won nha, coi như là sát số 10. Chuyển khoảng 130.000 nhận hàng thanh toán phí ship là xong. Pin zin nhận sạc. Sạc đầy lên lên 18 V chẳng nha. Chắc nó chết cặp hay cặp, 6 trắng. Đẹp. Lấy cái sạc cho anh em luôn. Sạc RS 220V nha. Đã đang sử dụng điện 220V nè, chút test máy luôn ha, điện 220V luôn nè. Nhưng anh em cứ nghe cái miệng mình nói. Chứ giờ cắm 110 cháy sao? Nha. Nó sạc 220V. Rồi. Giờ cục pin này mình bán cục pin này. Chăn ở đây luôn. Rồi bạn cắt cái khác, gọi hết thằng pin rồi, bạn cắt cái khác. Một cái phay lúc đầu thì chạy nha. Vì sao mà bóp hồi nữa hết chạy luôn. Sát 120.000. Anh em có thể cháy ruột, anh em mua cái ruột trăm mấy anh em bỏ vô là anh em vuốt thôi. Ốc rạp đâu còn đầy đủ nhưng không có cái chụp nhựa nha. Rồi 120.000. Dây điện rồi đầy đủ luôn, 120.000. Còn cái cục sạc nó đang sạc pin chạy, nó đang nhận sạc.
để cho nó chạy hết luôn rồi. Rồi sáng 120.000, 11 120.000. À còn cái cưa pin này nữa, cưa pin Hitachi 14.4. Anh em gì vệ sinh là nó sống thôi, lên đèn lên đốm đầy đủ. À đốt lên đèn không chạy, gì vệ sinh rửa rồi bài bản hết nha, rửa rồi bài bản hết, vệ sinh là sẵn thôi. Mình này mắc đồ kém rồi, mở ra gắn vô không được nữa, đừng nói tới vệ sinh nha. Rồi riêng từ A tới Z hết, đèn mở pin cá luôn nha. Tại sao anh em nghĩ là mình cục pin này là mình không test cái máy mài hồi nãy mà mình phải đi đóng cục pin như vậy? Đôi khi anh em phải đặt vấn đề, đúng không? Đặt vấn đề là bởi vì cục pin này là sạc adapter, mình test cái máy này là test không được, cắn giữa cắn cái sạc nên là mình không test được, cho nên phải đóng cục này. Chứ không phải là anh em nghĩ là mình bán tào lao, không phải. Cục pin này mình test cái máy kia không có được nha, mình phải đóng cái cục này, nó không có dướng cái sạc adapter ha. Rồi còn cái này thì mình vô đây được, mình test cái cưa được, đâu đó rõ ràng anh em nha. Anh em cũng khổ, cũng làm được tiền rồi. Cái xác này mình cũng chưa mở ra mà sửa, cái nào mình mở mình nói mở ra nha, mình chưa mở ra mình sửa bao giờ. Rồi mình để cho anh em với giá là 230.000 cái xác như thế này nha. Rồi thân máy không nha, không có cục pin nào, pin 700 á, bán nhà hẻm ra mặt tiền luôn á. Rồi mã số 12, 230.000. Để nó chạy nó sạc đây luôn nha. Để cứ mình cứ để cái cục pin này đây luôn, nó 6 chấm trên nguyên bản hết, vậy nó đây đó, kệ nó. Nó làm gì kệ nó ha. Mình có hai cây kia giang nha, kia giang này là kia giang của Hàn Quốc. Điện 220V zin không qua quắn lại. Đầu cổ không kẹt. Quá đẹp luôn các bạn. Ha, quá đẹp luôn các bạn. Máy vừa quá ok. Nha, rồi, 270. Mã số 13, 270. Mình có hai cây trùng khớp, không test nữa nha. Có hai cây anh em mua mã số 13 được hai cây. Mỗi cây là 270.000. Cây này là đầu kẹt 13 ly có búa, hàng thương hiệu của SK. SK là thương hiệu nổi tiếng nha. Nhúng đồng hồ SK vậy đó, nó có chức năng không thường và không búa. Đấy, đầu không có kẹt. Đấy, nha. Điều tốc đảo chiều. Zin nguyên bản điện 220V nha. Cái nào quấn lại mình sẽ báo cho anh em liền. Đó, chứ mình không có thể tha thứ được. Đã anh em mua gì anh em biết đường xử lý. Những người làm việc nhiều nó làm ít. Đầu không kẹt, này nó có búa, nó có độ nhún nha, còn lắc là nó không lắc, cái nút công lực này nữa. Rồi chúng ta là thế này không thường, thế này không búa. Rồi cái pin sạc này rồi đó,
nhấp nháy rồi đó. Rồi. Cây này này là SK nha. Mình để cho anh em là 350, bởi vì nó là anh em xài thời gian thay than đi nha, bởi vì than nó còn yếu, nó ra tí tí lửa chứ không phải là ruột cũng hư đâu. Cái máy này mình biết nha, 14 350 là lý, nó có lý do mới 350 nha. Nó cũng là rửa điêu thôi, bởi vì than nó mòn. Này. Ba rưỡi đầu kẹp 13 ly thằng SK này, anh em nghĩ nó không máy đấu lại nó nổi đâu nha. Rồi mã này là mã số 14 350, điểm 220W, zin nguyên bản. Rồi bán bị chặt tay rồi, giờ mình đo volt đèn lên được 2 chấm thôi. Đèn báo pin lên được 2 chấm. Lên được 18.4. Lên được 18.4 nha. À, lên được 18.4. Test máy thì khỏi nói. Cái cây này kia là test máy. Đây. Test máy là khỏi nó nha. Anh em bây giờ chịu khó thay cặp xe rồi sao? 18.4 thì chắc cũng cặp. Này test pin thì phải test máy nữa. Máy cũng ngon mà pin cũng ngon hết. Pin này mình để cho anh em với giá là nhẹ nhàng luôn, 350. Pin mã số 15, pin Makita 18W, 15 350. Mười sáu là cục sạc RF, điện 220W, 500. Test sạc luôn rồi mà test pin luôn rồi nha. Điện 220W. Mười bảy là một chài nhám suông, một nhám dán hình bằng ủi bằng là, điện 220W, 230W tới 240W. Ngon lành hết nha. Zin điện 220W. Rồi 250. Anh em chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán ship là xong. Giá cả thì bao giá cả cho anh em xài. Máy thì điện 22 zin nguyên bản. Bút dùng đâu nữa rồi. Đây. Mã này mã số 17. 250. 18 là một cơ lọng và lắc tắc cơ. Đó. Thằng này đặc biệt có điều tóc nó mới chịu nha. Lưỡi rin theo máy. Công suất nó là 350W nha. Hàng Mỹ luôn. Tem. Anh em nhìn cái tem này biết. Rồi sẽ trả lời nha. Chiến là người đó. Này. Chập dịch. Zin điện luôn nha, zin điện 220W. Nhẹ nhàng là đi với giá 4 xị. Tại sao tự tin nhẹ? Bởi vì mình kiểm tra là mình đưa lên đây. Lưỡi này là lưỡi cắt sắt nha, chứ không phải cắt gỗ. Cắt gỗ
gỗ được luôn nè. Nói chung 10 gỗ sắt gì đó, gỗ ấy. Nha. Răng cũng không mịn lắm, vừa vừa. Rồi, 18.400. Có được tóc, chưa kết được tóc. Nhất ra này điện lớn nhất nhỏ nhất đều ok con dê hết nha. Rồi 400 mã số 19 là một cưa kiếm đến từ Makita. Tất cả hàng điện hôm nay đều zin điện nha, không có cái nào quán lại. Rồi, Makita zin điện 220V, tem nhôm luôn. Thằng này thì vua trâu bò. Zin điện 230V, 590W. Nhật sản xuất. Để nhẹ cho anh em ăn thử. Ok chưa? Ok cho ăn la nha. Có cái chỗ nút chỉ xỉa lên, xỉa lên, cầm xỉa xuống. Đeo làm lắm người ơi. Điều tóc. Bao lửa. Bao lửa và bao cày. Rồi 550. Âu cơ chưa? 550 âu cơ rồi đó. Âu cơ là ok đó nha. Rồi 19.500. Zin điện 220W, 230W. Thương hiệu từ Makita. Hàng đã qua sử dụng. Một mài góc đến từ thương hiệu Makita. Lưỡi 180mm nha. Chén bát nắp chụp tay cầm đầy đủ. Nhẹ nhàng đi với giá chính xị. Chai này anh em đặt hộp thôi chứ khỏi nói tiền. Đừng nói tiền. Tiền nó mạnh lắm. Nè nó có nút an toàn nha. Bóp vô là không được. Ấn lên. Bao lửa bao chuyện. Dinh điện 220W. Đời 9 xị. Số 20. Này đập hộp 3 triệu mấy. Mã số 21 là mã số chốt hạ. Một cái đục 17 ly nha. Thằng trầm mạnh. Lưỡi cửa ok. Đập cướp đó. Nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng cho anh em tin tưởng luôn. 7 xị luôn. Số 21 700 đục. Rồi, hôm nay nhiêu đó thôi. Anh em mua gì ủng hộ mình nha. Mua đâu cũng vậy, mua của mình sướng hơn đó. Thực tế hơn, đàng hoàng hơn đó. Mình nói mình đàng hoàng thôi nha. Còn mình không nói người khác là không đàng hoàng nha. Rồi, cảm ơn anh em cũng ủng hộ nhiều. Rồi, bye bye, see you again. Chúc anh em may mắn và thành công trong cuộc sống.